Bây giờ mình Mình có lên chụp tới được. quán Ok vậy đu đủ quá Gina nghe cả ha. nhà. Đó, băng mình đang ăn nè. Rồi dễ Má nè, vô sao? mở hàng gặp nhộn em hết hồn xuống mai. Được. Anh Phúc cầm đi, dễ bắt nha. lên bưng lên gì nè. Ăn đi Duy Linh. Chụp anh chụp đi. Anh chụp hôm nay anh tụi đâu em á? Đang gan đu đủ đâm ở Chi Tô. Quán Gina. Không, anh mọi chụp người mặt cũng chụp mặt luôn á. Anh quay đi. Rất là ngon, chút nữa mà sẽ ứng rất là review cho các bạn nghe chân thật nhất nha. Cho em nước chấm luôn chị. Ủa anh kêu mấy xin bò. Hoa mua xin mà đó mới 10 rồi em chờ chút. Dạ. Tại nướng chưa kịp. Ở đây sẽ là chất ngon. Đây thêm chân gà. Mời anh xuất nghề. Rồi giá bán đi. Rồi giá bán anh đây. Tiên cầm dĩ bò lên đi Tiên, đừng cầm. Let's go. Trong mắt bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Cho nên được trên màn hình em có tốt không? Em muốn biết anh nói chút, nó biết anh ngoài kia cũng phải tốt gần năm. Và nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gặp anh đa đi gặp công chủ. Gặp con mong thủ. Cái bộ chì mình sẽ giúp. If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin đốt lần này. Nhưng mà if you see me calling, xin em không nhấn máy.
You can call me, okay, oh man. Girl, you know I gotta keep it real right now. Right now. I thought the way she said I feel right now. Right now. Không phải tóc tự nhiên tự tiêu xài hao. Xài hao. All the men are out of here right now. Nói mấy con gái em nếu tụi mày tóc thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi. I know, baby, I'm an asshole. Asshole. But that's 'cause you're the shit though. Shit though. Và mắt xanh thì phải biết như là sẽ đang học. Baby, I'm không có tiếc đâu. Vậy thì sao em phải giữ lại? Là vì một ai quá nhiều đang đi trong xa. Chẳng còn gì để phải nói. Chờ còn gọi thêm thơ nữa chính là lời cay kề răng rồi. Vậy xin anh đừng nói để xin. Xin đi thò lên. Nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi lần này. Nhưng mà when you see me calling, xin em không nhận thức mấy. Xin ta em ý hình mi thì cô mỗi vụ cho thật lệ. When you see me calling, xin em không nhận thức mấy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi lần này. Nhưng mà hello, xin chào tất cả mọi người nha. Giờ mình đến với miếu bà Chúa Xứ nha. Mời mọi người theo chân mình nha. Đây là Thư nha. Trời ơi cái mặt kìa. Đào Duy Linh. Chào các ơi. Hello. Áo ra. Nắng xin dinh. Vô lấy lọc thôi, lọc. Quá đẹp luôn cả nhà. Mình đi trước mình đã hết đi. Chào mọi người nha. Chào ạ. Bây giờ mình vô trong ấy nghe cả nhà. Rồi, bối chào mọi người nha. Rồi, nói đi. Ê, cho con đây đi không coi. Nè. Ben đó nè. Ê.
nhẹ đi rồi hai đứa đưa cái mỏ vô cắn cái coi. Lấy cho người chứ táo chứ không phải chứ xài. Đầu Chi Linh. Thư. Con gì? Dâu tay. Dâu tay. Dâu tay bị đớt. Xin Vinh. Quay cảm cả thấy mặt mụn. Ôi nãy không còn lột ăn đâu. Rồi đi nè. Ngon nè. Cậu ơi vô nghe cặn mặt. Má hai ba ôm cái quả tiên. Người ta thương người ta ôm chị vậy. Nó đẹp hơn ôm quả mày. Quá ngon. Nhìn đẹp không? Nhìn rồi xong vô trong vườn với ta. Đây tụi mình đi lội vòng qua bên đây nha cả nhà. Vòng qua bên đây, bên chỗ nhà xe. Hợp thủ duyên cái nào lấy cái đó. Thôi thì được cái thầy chua với cái bom. Thôi đi vòng qua đi ra ngoài kia đi lên cấp treo. Cấp treo đang chạy ra thấy không? Cấp treo, treo đây. Đây ta đi lên dài lên trên đó. Đó. Ở đây là cấp treo nè, đây cấp treo đi dài. Đi dài lên trên núi, lên đầu núi. Núi trên đó nè. Đây là tượng Phật lớn nhất ở An Giang nha cả nhà. Đục trong phét trong nửa ngọn núi. Gần nửa ngọn núi nha cả nhà. Đây là tiệm bún cá, bún cua, bún chả mực của bà Hai nha. Ở Châu Đốc nha cả nhà. Ngon lắm nha nhà. Chưa ăn mà biết ngon mày. Ăn còn mấy review chứ. Xài nữa nè cả nhà ơi. Xài non nha. Nóng nóng nha chị. Một bún cá một bún cua nghe chị. Rồi vô giỏng đây cái mình hỏi mình làm từ từ cho. Để thôi cái dặn không biết đường. Mình bán gì là nhiêu tô hả chị? À, tô có chả mực đồ đầy đủ hết là 35 ngàn. Còn bình thường như bình thường gì có 15, có chả thì 20. Rồi, bình thường 15 hả? À, cái này là có mực nè. Còn ví dụ mình cua quyết không vậy đó là 15. Dạ. Cũng rẻ ha. Bán bình dân mà. Dạ. Ai có đi Châu Đốc thì nhớ ghé đây nghe cả nhà. Về hướng Châu Đốc này nha, hướng Châu Đốc chạy chạy thẳng vô đây nha. Trời có người có chị chạy bàn đẹp gái lắm nè nghe cả nhà. Chưa có chồng luôn, có ai gì hết. Chưa có chồng mà có con được không? Ừ, kệ đi. Bún mì mua. Cho chị đẹp là một tô bún cua ít bún trước. Nhóm mình đã tới tới chỗ quán Dũng ở Châu Đốc nha cả nhà. Đang thưởng thức ăn những tô bún ngon nha. Bún đây ngon. Bún đây chưa ăn mà biết ngon á cả nhà ơi. Vừa ngon vừa rẻ. Quá trời tô bún mì mà nó ăn gì đâu mà tô bún 20 ngàn mà bán thì quá trời bán rồi, quá rẻ, quá rẻ em mọi người kêu gì trước luôn bún cá quá trời rẻ rồi. Ăn hết không, ăn hết không cưng? Không, em ăn hết rồi đó. Thấy không, ăn hết rồi. Cố gắng gì cái tô bún này nhìn rất là ngon. Uống rồi.
quá trời tô bún nè bà con ơi, coi nè, có 20 ngàn, 20 ngàn rồi nha, chứ mới nhiều nha. Tao mày kêu muốn cá rồi, để đi nó con muốn cá nè. Ai có đi Châu Đốc thì ghé bún bà hai gì đó nha. Tô bún bà hai 20 ngàn mà tô bún ăn không hết đó nha. Tôi đi cho em miếng ăn giấy một tí. Anh Duy Linh hả? Hả? Chú lo bò khủng không? Phải con người ăn bún nha cả nhà. Rồi tô bún quá trời cái tô bún này. Tiếp em ngủ lên chút. Em tạm mọi người nha. Rồi. Trọng nhân có sao không? Bác sĩ, trọng nhân có sao? Chết liền. Có lộ tiêu hóa nó bị tiêu chảy. Ngon lắm người. Ê, giờ túi hơi mặn mặn. Nước mặn. Nước mặn nhất rồi. Nó quá hết rồi. Mặn à? Chết. Ê, em nước chết vậy? Ngon quá. Đây đây. Mình chạy rồi. Không quá. Ừ. Ngủ rồi. Ăn ngủ rất là. Rồi. Cách treo lên lội lên đâu. Tôi sẽ dắt mọi người đi đường xe qua đường Tịnh Biên nha cả nhà. Đường qua đường Tịnh Biên nha cả nhà. Bầu trời giờ quá đẹp cả nhà ơi. Quá trong xanh luôn bà con ơi. Tới là đi vòng qua đây là đi tới Tịnh Biên nha. Bây giờ mình lên tới quán Đu Đủ Gina nghe cả nhà. Đó, băng mình đang ăn nè. Rồi vậy. Vô vô mở hình gặp nhọn em hết hồn xuống ma. Anh Phúc cầm lấy bóp mặt lên bưng lên vậy nè. Ăn đi Duy Linh. Chụp anh chụp đi. Anh chụp anh em đang ghé Đu Đủ đam ở Chi Tô. Quán Gina. Anh chụp mặt luôn á. Anh quay đi. Rất là ngon. Chút nữa mà sẽ ứng nước và review cho các bạn nghe chân thật nhất nha. Chèm nước chấm luôn chị. Ủa anh kêu mấy xin bò? Ma mu si mà đó mới 10 rồi em chở chút. Dạ. Tại nướng chưa kịp. Ở đây cái này chắc ngon. Đây thêm chân gà. Cảm ơn anh Sốt nha. Rồi giá bán đi. Rồi giá bán anh đây. Tiên cầm dĩ bò lên đi Tiên, đừng cầm dĩ ở kia đâu. Ăn từ từ đi Tiên ơi. Dạ, bán chậm ăn dữ à. Bả con chụp dĩ bò, cầm dĩ bò đi bán, cầm dĩ đi cho. Rồi, này đó hả? Xin Vinh nè. Chị Nguyễn Quang đổ nước kìa. Cay quá. Xuống đi. Không ăn miếng đi. Thôi. Ăn miếng đi Bảo. Ăn miếng gì nhiêu đây. Mùi liếm. Cái lách giật giật. Gặp lại bà nội ơi kìa. Rồi bị chấm bóc đẹp ha. Rồi. Nè chụp mình. Anh cắn ngang cầm bò đây. Vậy tiên cầm với bò luôn vậy tiên. Đi lên cầm đi này đi. Rồi coi đây. Đây là sâu bò nha.
Châu bò nghe cả nhà. Ôi vô con vô con. Thôi chị gửi cho cháu tôi dặn chút rửa tay nha. Ok nè, xong rồi châu bò nha. Ăn đi con. Quá ngon. Cắn đi. Cắn tước gì? Chấm gì vậy? Chấm muối, muối rồi. Mà gặp thấy ớt thì chấm à. Muối. Mời mọi người nha. Cô đưa kìa. Bảy phút. Rồi. Ngon quá nhở. Hết kể. Ngon. Dịch gì nhở? Gì ta? Này đừng cái đã làm da nhiều. Mấy chú quán kia là thật không? Cơm phúc người yêu ơi. Không biết gì đâu người yêu. Ăn đi, ăn tự nhiên đi. Đúng rồi. Ăn đi, ngậm. Cài cháu gì? Không bị điện ăn. Đau lắm. Ừ, trời. Đức là bảo không có cái hồi tim nó bị dẹn. Bị dẹn. Đi vô bảo thì kêu mới đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Nhìn ăn đúng hèm đúng không? Chứ hạch. Con ăn là bọt chút. Thôi đừng nói nữa. Còn dễ em bảo. Ê, khôn quá ha. Nước sắc đi cả nhà. Em cho anh gạo thôi, đừng cho anh hớt ớt công mình em kìa không? À. Không nghĩ thì hớt ớt đâu. Rồi cái gì? Đấy, ta lấy cái chèn để thức thật, chèn giật lộn, ta lên, ta giới thiệu trước cái ta quay vô cái video. Vừa làm trước đó. Ông tự nhiên ông chèn thuốc đó, ông thuốc hài nhất thì ông không đem lên thuốc giới thiệu. Mày cả nhà xiên bò nha. Ôi, cái này cắt nha, cái này phải cắt mới được nha. Ăn cái trên không phải vậy? Không, rớt. Rớt là bãi. Cái này người ta bán 5.000 xiên hẳn vậy. À. Đi lên rồi. À. Ta kỳ quý hết trơn rồi kia mình gửi sau cùng sao chân thật được. Tâm nhận. Tâm nhận cái mày nó cứng lắm nha mọi người. Đi máy đi cho biết. Phải không? Ớt nó hơi cay nha mọi người. Chanh nó cũng chua nữa. Ăn trứng lòng đào thì nó không có chín nha. À, trời ơi. Chấm nó muốn. Tăng nó nhìn qua nhìn con nhỏ này tao trong ớt hồn. Ừ lâu rồi. Ăn luôn. Ừ. À. Quay qua đây. Chân gà này màu. Chân gà này màu tự nhiên nhưng mà ớt hơi lốn nha. Thì nó không biết ăn hết trơn vậy. Thôi ta đừng làm, ta thiếu đầu tiên luôn. Ta ăn bình thường. Nhưng mà cũng thun. Không có thun mà dĩa hết văn dĩa nha má. Chứ ta bụng không nội. Quá trời. Trời sao tưởng nhỏ đánh nhỏ lên nên hả? Thật nghe nè. Tình lụi nha. Chân gà này ớt màu tự nhiên nha. Ừ. Ừ ăn quá ăn. Mọi người nha. Ừ. Trời ơi. Mấy ngày mai mình đi thẳng cái gì mình chắc luôn cái môi mình đi là không ngon đi. Tại có mình cũng có ống đạn á. Mình gom ăn mới là khó. Ngóng hả? Cái kiểu mà nó gác á. Đau á. Biết cái nét nó đẹp. Bảo. Ừ. Tối rồi nó miếng húi cái bông cái dục huy á. Hả? Nó hệ. Cái nhiễu vô cái chỗ mà đạn á. Hoặc là cái tự thân cái của anh Phúc á tự cấy vô cái ổng. Ừ. Con cầm cắn đi. Cầm cắn luôn, tỏi gắn vô, cắn đi. Ừ. Hổ hơn cái gì trời ơi. Lấy hơn. Ok, nó mua gì cho ăn. Cái gì? Này nè, vậy ta bỏ luôn không ăn được. Đem gì không ngon. Ừ. Nó nguội không ngon. Cái gì? Nó thơm ha. Ừ. Nó tại chỗ ngon. Mua về nhà tao gần nè. Ừ.
Ừ. Thật quá đã, do thiệt đó. Tính ra là tính ra đầy nhiều nguyên một lần thôi. Ống của mình nóng ưa. Ngon quá. À, sạch sĩ lên nhà.